Hai, xin chào cả nhà nghe. Chào tất cả anh em nghe. Chào tất cả các bạn đồng nghiệp nha. Hiện nay Thành Công lên chia sẻ cho cả nhà những cái bài thuốc cô ếch cả nhà ơi. Và cấm cô ếch nha cả nhà. Vừa qua Zalo của Thành Công luôn luôn mà có tiếp nhận những tin nhắn á, anh em xem cái video Thành Công mà không hiểu thì do tại không xem hết cái video cả nhà, xem không hết thành ra không hết nội dung thành ra không hiểu, cho nên hôm nay thì khu vực Thành Công đã xuống chỉ thị 15 rồi, thì Thành Công hôm nay đi cắm cua ếch và đi qua cắm cùng anh Bảy, thì mồi màng á thì Thành Công cũng đã chia sẻ rồi. Thành Công nói với anh em nè, thuốc cấm cua gắn, ủa thuốc cấm cua ếch á, thì clip trước mình đã làm cái hướng dẫn thêm một clip cho anh em là cấm cua gắn đó, rồi hôm nay mình làm tiếp là cái clip câu ếch. Thì hôm nay á, Thành Công nói cho anh em là thuốc câu ếch thì nó cũng gồm có bốn vị rồi, nhưng mà mình phải hợp tác với cá biển, tại vì con cá biển á, anh em để ý thử xem, anh em cắt một miếng nhỏ giác tối á, anh em giục ngoài bóng tối á, nó sẽ có cái độ dạ quang sáng, thì nó sáng mồi hơn, cao hơn cái loại đít ốc với hoặc là cá thường nha. Thì Thành Công sẵn đây thì chia sẻ cho anh em bốn vị thuốc mà cô ếch luôn, thì anh em lấy cái giấy ra mà ghi ha. Thì vị đầu tiên cũng là ông mì là anh em có mua 20.000, 20.000 để mà cái, thì Thành Công cũng đã nói là ông mì là bá chủ của thiên hạ, ví dụ dùng anh em lỡ như Thành Công nói lỡ như mà nó không có mà thuốc bắc thiếu thì anh em mua ông mì không cần nó cũng dính, nhưng mà tỷ lệ nó dính khoảng 60%, còn mấy vụ vị kia vô thì nó có 90%. Thành Công nói vậy ha, vị đầu tiên là ông mì anh em mua 20.000, vị thứ hai cũng phải là a dao thì anh em mua nên mua 10.000 thôi. Đó là a dao là vị thứ hai ha. Vị thứ ba thứ tư thì cũng đại hồi với tiểu hồi, thì anh em mua thì trọng lượng cũng ít thôi, 50.000 gì đó thôi ha. Thì có bốn vị đó, nhưng câu ếch không được quyền để sả hương nha anh em, để sả hương thì nó không dính luôn á, cái mùi sả hương nó ghê lắm, thấy vị nó không dính luôn nha anh em. Còn cái vụ kiến bu rộ thì Thành Công không có chia sẻ được, tại vì kiến nó ăn cá mà nó đói thì không thể nào mà nó không ăn được, thì lên nói chuyện với anh em trong giây lát. Thì mong rằng anh em được sự ủng hộ của anh em, nhớ cho Thành Công một lượt đăng ký, thuốc Thành Công thì chia sẻ miễn phí, mỗi lần bán một ton 100.000 200.000 Thành Công còn bán, bây giờ chia sẻ cho anh em miễn phí, mong rằng được sự ủng hộ của anh em nhiều hơn nữa ha. Thì không không quên anh em và cả nhà đã xem video của Thành Công, đã ủng hộ cho Thành Công trong suốt thời gian qua, thì thuốc câu ếch nó gồm có bốn vị đó, nhiều vị nhưng mà Thành Công lọc lại chỉ có ông mì là nó chúa tể, thành ra Thành Công không có để nhiều, nhiều nó cũng không có được bao nhiêu mà tốn tiền anh em, chứ không phải là lên đây mà nói mà chia sẻ cho anh em. Thì anh em nào thấy hay thấy hữu ích thì tham khảo mà mua về tập tụ rồi đi mà cắm câu kiếm sống với Thành Công, hay đặt lập ếch gì với Thành Công, chứ Thành Công cũng không khuyến khích anh em phải làm theo Thành Công mà chê bai dính không dính, thì cái đó là miễn phí, thành ra Thành Công không có nói ha. Thì công thức trộn thì Thành Công cũng đã có mấy cái video rồi, nữa Thành Công làm video này Thành Công cũng để những cái link video hướng dẫn cắm câu ếch ở dưới đường mô tả cho anh em ha, thì anh em xuống mô tả đó, hoặc anh em bấm vô cái chữ bảy gắn Thành Công đó, nó nổi cái nguyên cái kênh của Thành Công lên, thì anh em vô kênh anh em tìm cái muốn tìm cái phương pháp gì thì anh em đọc câu ếch bảy gắn Thành Công, cách cắm câu ếch bảy gắn Thành Công thì nó sẽ lên ha. Thì mồi câu ếch đó, thì anh em nên mua 50.000 cá biển hay là đầu cá biển thì cá dụng mình đó, thì anh em giác sáng anh em gì anh em bầm đi, bầm sẵn hết thì anh em bỏ vô trong cái hũ anh em đậy lại đi, rồi chiều chừng nào 3-4 giờ mình đi cắm đó, thì mình đổ thuốc vô khoảng 15-20 phút trước khi mình cắm, thì bắt đầu mình mua dầu chuối với tỏi mình đập mình trộn vô, thì bắt đầu mình cắm được nghe anh em. Thì tại vì thuốc thuốc nhưng mà phải có cái mùi dầu chuối với cái mùi tỏi anh em,
cho nó lan tỏa cái mùi thuốc đi xa hơn chút, tận cho con ếch nó dính mạnh. Với anh em chú ý là mình cầm mình không có phải chà cái bãi bự, mà mình cầm phải gần mé nước. Ví dụ mình cầm sao mà con ếch nó dính nó không nhát thì anh em cứ áp dụng theo cái đó, thuốc thành công là nhấp ếch được luôn nha anh em. Thì thành công chia sẻ cho anh em đã từng chi tiết, đã rất nhiều video rồi, tại anh em không có hiểu rồi cho nên không có coi hết nội dung của video, cứ điện hỏi thành công. Thì cho nên thành công mới chia sẻ tới luôn như vậy cho anh em mới cần bước chân vào nghề, cần vô cái video để mà thấy liền, chứ không phải mà lên đây mà nói cho anh em. Thì anh em nào đam mê thì tham khảo, thì thành công luôn chia sẻ sự thật và hết lòng cho anh em, chứ không có trách anh em xem không xem gì hết. Thành công đó là nói thật, và anh em luôn, thành công luôn ủng hộ anh em bằng hết mực, thì anh em cố gắng làm sao cho nó đạt, để mà nhiều khi có Zalo đó cũng cho lời thành công ha, là cho kết quả của thành công thì thành công vui lắm. Thì hôm nay thành công cũng đã xuống chỉ thị 15, thành công rất là vui. Thì chiều nay thành công với anh Bảy đi cắm câu, không có quay cảnh cắm câu tại mình quay hoài, thì chỉ thăm cái cảnh quay cái cảnh đi thăm cô ếch cho cả nhà xem thôi. Rồi chiều nay thành công cũng với anh Bảy, qua anh Bảy kiếm mớ săn đêm, kiếm mớ mồi cả nhà ơi, không ra không có cá không có mắm gì ăn chứ không nghe cả nhà. Thì cắm cô ếch đi thăm cô ếch rồi kia kia đi săn đêm Bảy nó kiếm gì đó ăn. Thì ếch thì bữa nay thì nói chung trời nó cũng có chăng nhẹ rồi, cái cầm nó có một hai con ếch mà đầu mưa nó kêu, thành thử ra nó dính thì tỷ lệ nó dính thì cũng yếu, nhưng mà không có liếc. Chứ mà hổm gài á, anh em cũng không thấy mặt anh Bảy nữa phải không. Thì hôm nay đi qua để cắm câu với anh Bảy cho cả nhà mình thấy mặt anh Bảy cho nó vui ha. Thì thành công chia sẻ cái đoạn video mà chia sẻ câu ếch này, mong rằng được sự ủng hộ của anh em tham khảo phút mà thăm câu ếch của thành công coi có dính hay không. Chứ anh em biết thành công chia sẻ gì mà anh em coi thành công 1-2 phút của tour, 1-2 phút của tour cũng cực dịp cho thành công. Thôi giờ thành công tiến hành qua nhà anh Bảy nghe anh em. Giờ tiến hành qua nhà anh Bảy nghe anh em. Thành công qua tới nhà anh Bảy nghe cả nhà. Chào cả nhà, cái anh Bảy xong bắt đầu đi thăm con ếch nha cả nhà. Đây lần đầu tiên cả nhà, lần đầu tiên chích quất cả nhà, không dính cả nhà, còn không ốp máy thành tiếp cả nhà, thấy mèo quá cả nhà. Bảy thăm nó dính con nữa cả nhà, ba cần cả nhà mới có con mò. Máy thăm tiếp cả nhà, mũi quá trời mũi. Rồi dính được con nha cả nhà. Nãy giờ 20 cần, mười mấy cần, gần 20 đó cả nhà. Dính ếch này dính ếch thứ hai. Cũng mò vậy, thuốc vậy. Nó không dính nha cả nhà. Ếch ngồi sát bên luôn không ăn luôn. Bởi vì nhầm ngày nó ăn, nhầm ngày nó không. Bệnh của nó dốc. Nhìn thấy rõ ràng. Nãy giờ mới có 2 ếch đó. Khi nói thì cái nhà không tin, cái diện gì đam mê khi mình cầm thường xuyên ngày nó ăn ngày nó không biết ngày nào nói, dùng nghề bà cậu này cũng hên xui cả nhà. Thành công ốp máy cả nhà, thành công thăm cử này, thì sáng thăm cử mà thành công không có quay cả nhà, sáng kia tại vì đi nhổ câu sớm á, chia ra cả nhà, mình thì về bên kia còn anh Bảy bên đây nhổ câu rồi mình tổng quát số hết lại cả nhà, trong cử sáng dính với ngập trơn cả nhà. Nha, ngập nước hết trơn. Vậy cắm vào chiều nước rộng cả nhà. Cánh tính không ngập, người ta xả đập vô, nước lớn ngập trơn. Sửa lại mong rằng tới sáng còn sao cả nhà. Giờ này là hơi mỏng cả nhà. Cắm là cắm cá lóc chứ phải cắm hết. Xong ốp máy cả nhà. Bảy thầm cần đỏ không dính nha cả nhà. Còn gì lôi. Còn một máy cả nhà. Câu ngập, dính cái lóc luôn rồi. Ôi trời, cái nhà nè, câu nó ngập dính cái lóc luôn cả nhà. Thôi cùng đi thôi.
Có gì ếch nào ăn nhọc lúc chừng cả nhà, lấy cầm dưới này nè, cắm đâu hết rồi, còn hút cái mỡ tử luôn rồi nghe nhà, còn cô ếch thì dính cái lóc gì đây kêu ếch cho ăn cả nhà. Nó chứ bữa nay ếch ăn yếu lắm cả nhà, có mấy cần ngập không ngập nó cũng không dính. Ăn còn ốm mang cả nhà, mắc cười quá. Cười sữa dẹo lại cười sữa sáng sao chứ ngập hơn nửa câu biết sao giờ cả nhà. Còn có 50 câu à. Mà ngập hơn còn nữa. Móc mồi sữa lại nãy giờ muốn khùng. Còn còn ốm mang cả nhà. Cái này dính được con nữa nè cả nhà. À, nó nhảy đó cả nhà. Bà bung ếch nhưng còn cá lóc rồi cả nhà, thắt thù cả nhà. Cặp hay sáng kiếm cá lóc có chơi ăn khỏi ăn hết. Chơi sáng rồng lại nó nói chơi chứ cũng kiếm 2 kg chắc được mà. Mình không ốp máy cả nhà. Đây con cần nữa nha cả nhà. Rồi ngập luôn. Nước luôn nè. Ủa dính. Ngập nước mà dính luôn cả nhà. Ừ bữa nay thắt thù à. Cũng 5-6 con cả nhà, cũng sống được một gia đình nữa cả nhà. 70.000 ký mà đâu có bán đâu cả nhà ơi, ếch là thành công để ăn cả nhà, để có ăn lính đó. Bữa nay ếch ăn yếu cả nhà, công nhìn biết thì nó có mưa nè, ngoài đồng nó có khi quệt quệt 1-2 tiếng là bắt đầu con ếch trực nó không ăn cả nhà, mình còn ướp máy cả nhà. Trời ơi, đây cần nữa cái nhà ngập nữa nè. Chừng dính nữa nên phải. Đặng thẳng vậy nè. Cá gì á? Đồ ếch. Cái ngập, ngập mãi dính chứ anh kìa. Em mới ngập hơi trễ vậy. Cái gì cá ếch cũng cả ký nữa cả nhà. Ngập hơi trễ vậy. Còn 2-3 câu nữa cả nhà. Thành công sáng mới tổng kết số ếch nha cả nhà. Thăm giác này yếu quá rồi, sữa dẻo cả nhà thấy ngập ở trên. Mình cần ướp máy cả nhà. Hay cứng nữa cả nhà. Này dính nữa nè cả nhà. Ngập mà dính nữa. Quán cỏ chết luôn. Này. Ô, con này chia ba trao luôn cả nhà. Quán cỏ. Phóng sinh nó đi không vậy. Ôi còn sống kìa. Cởi đi. Còn bơi kìa cả nhà. Nhúc chút nè, nhúc cho khán giả nè coi mày. Nãy nó mới còn giật cái giò. Ngập nước, thở không nổi. Mấy cái nhà, con dính là gai cái nhà, nhưng mà không nhiều như bữa đó cái nhà. Mình không góp máy cái nhà. Dính trước nè kìa, cắm một. Còn lại nó trước dính nữa kìa. Nè, con máy gần cuối này vớt giác để con nó tiêu. Ồ, nè ha, ồ. Nữa cả nhà. Trời ơi. Trời bên đó dính nữa kìa. Nó vậy tấm tấm đúng kìa. Cho bảy thăm lần này nha cả nhà. Mình không có dựng máy luôn. Mình đi nha cả nhà. Nó hơi sàn quá cả nhà thông cảm nha. Con quăng ếch này có bự nha cả nhà. Cái nhảy vung lên nước rồi cả nhà thấy không. Mà tối cả nhà cũng đâu có thấy. Nó dính theo cá táp không nội. Đâu câu đâu mà nó dính. Trời ơi cắm uồn hết này bự. Nha. Ếch bự cả nhà. Ồ. Oh. Ếch này bự cả nhà. Ồ. Ừ, ướt một đội rồi. Nha. Ếch này bự cả nhà. Lạ cả nhà. Đẹp ha. 200 ngoài gam. Cũng sướng cả nhà, cũng được phía ngoài cả nhà ơi. Mình không ốp máy cả nhà. Cả nhà nghe tiếng ếch kêu cả nhà. Anh vẫy qua đó thăm bàn câu nó hết nha cả nhà. Mình đi không được cả nhà, sình không. Cái mương này cả nhà. Mương bự chà bá luôn. Không qua được nha cả nhà. Đây anh vẫy nghe thăm bàn câu này là hết hết câu nha cả nhà.
sáng nhổn giác nữa rồi thống kê số ếch cho cả nhà xem có được nhiêu nha cả nhà, có thành quả một đêm cũng câu ếch cả nhà, ếch luôn. Xong rồi cả nhà ơi, sáng 7 nó sáng liền cuốn, nó dính muốn mỏi cần luôn cả nhà, nằm giống kêu anh kêu đi với anh thấy ngủ ngon quá anh không kêu luôn. Thì thành công cũng kết thúc buổi thăm câu ếch hôm nay nha cả nhà. Thành công chúc cả nhà xem video vui vẻ, thấy hay nhớ đăng ký kênh. Thành công thì like kênh, chia sẻ kênh cho mọi người cùng xem, để anh em nào có đam mê săn bắt hoặc như thế nào thì tham khảo kênh của Thành Công. Thành Công sẵn sàng giao lưu và hướng dẫn cách câu ếch cho anh em nha. Nè, thành công công thức thì cũng ngang gì đó, thành câu 4 kg nè, thành công ốp máy nha, thành công chào tất cả anh em nha, chào cả nhà nha, cả nhà ở video tiếp theo.